Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, khán giả cũng có 5-7 loại, con cái cũng vậy thôi, có 5-7 đường. Tất nhiên, khen chê, yêu ghét là chuyện của các vị, nhưng các vị dùng truyền thông hoặc cổ vũ để vùi dập một nghệ sĩ, một chương trình, dù thế nào thì cũng đã nhận được sự yêu mến và chờ đợi của rất nhiều khán giả mỗi đêm 30 đón giao thừa thì chỉ càng chứng tỏ cho dân tình thấy các vị là ai trong số khán giả mà theo như các vị là bị Xuân Bắc chửi mà thôi. Chống Di Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết, nghệ sĩ chân chính chỉ có thể có lỗi và xin lỗi khán giả chân chính mà thôi. Bài viết của Trang Nguyễn Minh Có vẻ như khi những sự việc nóng được phơi bày bởi một ai đó hoặc chương trình nào đó đụng chạm đến nhiều sự việc, nhiều lĩnh vực, dù nó đã quá rõ ai cũng biết và tất nhiên là đụng chạm đến nhiều người thì ngay lập tức bằng nhiều cách khác nhau thậm chí là rất bị ổi sẽ bị đập lại vùi dập không thương tiếc trường hợp nghệ sĩ xuân bắc là ví dụ điển hình với cái tác của mẹ bản thân tôi thấy xuân bắc không hề có lỗi chỉ là những kẻ thấy mình chính là đứa trẻ ranh hư đốn vô ơn trong đó mới tự vơ vào mình rồi đổ thừa cho anh ấy chửi khán giả xin thưa khán giả cũng có năm bảy loại con cái cũng vậy thôi có năm bảy đường tất nhiên khen chê yêu ghét là chuyện của các vị nhưng các vị dùng truyền thông hoặc cổ vũ đi vùi dập một nghệ sĩ một chương trình dù thế nào thì cũng đã nhận được sự yêu mến và chờ đợi của rất nhiều khán giả mỗi đêm 30 đón giao thừa thì chỉ càng chứng tỏ cho dân tình thấy các vị là ai trong số khán giả mà theo như các vị là bị xuân bắt chửi mà thôi có thể do sức ép dư luận mà xuân bắc phải xin lỗi khán giả nhưng các vị có hiểu rằng đối tượng khán giả anh ấy xin lỗi là những khán giả nào không tôi dám chắc trong đó không có các vị đâu đừng vội mừng hả hê nên nhớ nghệ sĩ chân chính chỉ có thể có lỗi và xin lỗi khán giả chân chính mà thôi nhằm vào xuân bắc chỉ là tiểu tiết ý muốn xóa bỏ văn hóa truyền thống thay bằng văn hóa ngoại lai vô bổ mới là ý đồ thâm sâu Sâu chửi lại, từ chuyện đòi bỏ Tết Nguyên Đáng đến chuyện chê bánh chưng truyền thống và nay lên đồng đòi bỏ táo quân hay đòi thay dàn nghệ, nghệ sĩ gạo cội bằng những nghệ sĩ đầy tai tiếng có vẻ rất liên quan.